Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hải Đảo Quê Tôi. Hiện tại mình đang ở bến cảng của đảo Phú Quý. Thì đã gần đến Tết rồi các bạn. Chỉ còn 1 tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên Đán Canh Tý 2021. Tuy nhiên những chiếc ghe cào của các tỉnh như là Ninh Thuận vẫn còn bám biển ở vùng biển đảo Phú Quý các bạn. Như trước mặt của mình là một cặp ghe cào, một chiếc là của tỉnh Ninh Thuận và một chiếc là của Phan Thiết các bạn. Vì thời tiết đài báo gió cấp 7, cấp 8 nên những chiếc ghe da cào không thể ra khơi. Lúc này thì có một chiếc xuồng đò chở một thuyền viên của ghe giã cào Ninh Thuận vừa mới đi vào trong bến cảng để mà mua thức ăn này các bạn. Những hình ảnh rất là xúc động luôn với nghề biển nơi hải đảo xa xôi, phải luôn bám biển mặc dù là thời tiết khá là xấu và cũng đã gần đến Tết rồi các bạn. Đây chiếc xuồng đò lại tiếp tục chạy vào trong bến này để mà chở những hành khách khác. Lúc này thì ở bến cảng của đảo Phú Quý cũng có một cặp ghi lưới các bạn. Đây là ghi lưới của Quảng Bình này, gồm có một cặp luôn, một chiếc ở phía dưới và một chiếc ở phía trên này. Mình quay như thế này thì chỉ thấy được một chiếc các bạn. Đây là ghi lưới của ghi tỉnh Quảng Bình, rất là xa luôn, ở tận miền Trung nhưng vẫn còn bám biển lên đảo Phú Quý này. Còn đây là chiếc ghi giã cào 1. Ghi này là của Phan Thiết này. Những chiếc ghi giã cào 1 thường có kích thước khá là nhỏ các bạn, tương đương với những chiếc ghi là mực đêm của đảo Phú Quý á. Chỉ có những chiếc ghi giã cào đôi của các tỉnh như là Kiên Giang, Bến Tre hay là của Vũng Tàu thì khá là to các bạn. Còn những chiếc ghi giã cào 1 của Ninh Thuận hay là Phan Thiết thì khá là nhỏ. Phan Thiết thì chỉ có ở Phú Hài hoặc là ở La Di các bạn. Đây còn đây tiếp tục là một chiếc ghe cào 1. Ghe này là của Quảng Ngãi các bạn. Đây chiếc này là của Quảng Ngãi này, đang neo sau những chiếc ghe của Ninh Thuận, neo cặp kế bên cũng là một chiếc ghe cào luôn nhưng là chiếc của Khánh Hòa các bạn, chiếc màu xám là của Khánh Hòa này. Thời tiết gió cấp 7 nên những chiếc ghe cào đều phải vào cảng để mà trú trú gió các bạn. Lúc này ở ngoài khu vực bến cảng thì có những chiếc xuồng chạy cá nhái. Mùa này thì trên đảo Phú Quý chủ yếu là những chiếc ghe lưới, ghe đi đánh lưới và những chiếc xuồng con đi chạy cá nhái các bạn. Mùa bắc thì tất cả các ghe thuyền của đảo Phú Quý đều kéo lên bờ hoặc là neo đậu ít ra khơi. Đây như là những hình ảnh này là các ngư dân này. Đây đều là những ngư dân đi biển. Tuy nhiên mùa bắc này thì không thể ra khơi được.
thì những ngư dân này đứng ở bờ kỳ của bến cảng này để mà bạc cá nhái này. Có đến 4 cộng thủ luôn. Mùa bốc thì chủ yếu làm những nghề này các bạn, vì thời tiết biển khá động. Bạc cá nhái thì chúng ta không phải câu bằng lưới các bạn, mà mình câu bằng cái sợi tớt, và mình phải bạc bạc liên tục và cuốn liên tục để mà sợi tớt nó đi theo cái đường đường thẳng, giống như một vật gì đó đang có chạy chạy chạy, và sau đó con cá nhái nó sẽ diệt, nó ăn vào thì nó sẽ mắc các bạn. Đây, còn đây là những chiếc ghi lưới ấy, ghi lưới của đảo Phú Quý này, vừa mới đi đánh lưới về này. Đó, ngoài khơi là sóng khá là cao các bạn. Theo đài dự báo thì khoảng 5-6 ngày tới thì sẽ có gió cấp 9 luôn. Biển rất là đông luôn.